Trả lời cho những băn khoăn lo lắng của hành khách và các hãng hàng không về việc sửa chữa đường bay trong dịp nghỉ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án mở rộng đường bay và sân đỗ cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ vẫn diễn ra từ ngày 10 tháng 4. Tuy nhiên, các hạng mục liên quan đến đường bay chỉ được phép thực hiện từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay. Theo đó, dự kiến dự án sẽ thi công trong 10 tháng. Các hạng mục liên quan đến đường cất cánh và hạ cánh ban đầu dự kiến thi công trong 2 tháng rưỡi sẽ được rút xuống còn 2 tháng. Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã có văn bản đề nghị thi công vào thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 6 năm 2015. Tuy nhiên, nếu theo phương án này thì sẽ ảnh hưởng đến hàng vạn hành khách nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Do việc sửa chữa ảnh hưởng đến việc khai thác đường bay cất cánh và hạ cánh, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong giai đoạn thực hiện, hạng mục liên quan đến đường bay cất và hạ cánh ảnh hưởng đến một số chuyến bay và được giải quyết theo phương án rời thời gian cất và hạ cánh, không cắt giảm các chuyến bay. Thời điểm này, lịch bay của các hãng hàng không vẫn bình thường, không có bất cứ thay đổi hay xáo trộn nào.